Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 10 đô token con Z. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đã start chatbot rồi. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì follow Twitter và retweet hashtag là BNB Smart Chain nha bạn. Các bạn copy hashtag vào các bạn. Rồi trên Twitter thì bạn theo dõi nha bạn. Dự án này khá là tiềm năng. Rồi các bạn like nè, các bạn kinh doanh với Twitter nè. Rồi các bạn dán hashtag nó vào và Twitter đây nè. Tiếp tục thì các bạn follow Twitter nè. Rồi follow rồi xong thì bạn bắt up lên nè. Bạn vô đây các bạn Twitter cái nữa nè. Bạn like các bạn Twitter nè. Chat lại nè, rồi bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn xoắn trên group controller nè. Các bạn subscribe kênh YouTube vô kênh group controller nè. Vì kênh YouTube này mình subscribe rồi các bạn. Rồi các bạn bấm nút chat. Rồi bấm join này up các bạn. Rồi bấm submit đi tên. Tập đầu tiên bằng địa chỉ username Telegram bằng đâu sơn sào ai gấp nè. Tiếp tục gửi đường link profile tại Twitter mình. Trên tờ Twitter nhấp ba gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ, nhấp ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ. Rồi bạn sẽ chép liên kết nha bạn. Rồi là chatbot nè. Tiếp tục gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên chocolate mình. Rồi mình gửi lên chatbot. Tiếp tục hỗ trợ subscribe kênh YouTube không bấm don. Tiếp tục submit link retweet. Thì bạn mở Twitter các bạn ra nè, các bạn chia sẻ cái bài tweet này nè các bạn. Sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi là chatbot. Tiếp tục bấm balance đi check số cầm mình kiếm được nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 10 đô token concept nè. Mọi người đánh ghép chia sẻ trong bè dành thăng để kiếm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.